có những con người đến rồi đi qua đời ta như áng mây chiều phiêu lãng, để lại một nỗi nhớ mênh mông, một nỗi tiếc nuối mơ hồ, một niềm mong ước xa xăm. Có những lúc ta ước mình là đá cuội lăn tròn giữa dòng thác cuộc đời, không va vấp, không hạnh ngộ, để không nhận về mình những vết thương đau. Xin mời quý vị nghe bài thơ Cho tôi làm đá cuội của tác giả MTH qua giọng ngâm truyền cảm của nghệ sĩ Kim Loan. Thời gian nào cho tôi được gặp anh, mong manh lòng mà nghe lòng vơi vơi. Cuộc đời nào cho tôi làm đá cuội lặn vào hồn tê bút trái tim đau. Anh đã đến bên đời bao đau đớn, có hay không những giọt nắng phù sinh. Nghe anh nói mà lòng nhớ tan chảy, mạch suối nguồn rào rạt những khẽ cho lòng mình nhẹ bước qua mênh mông. Mong ngày sau và ngàn sau hơn nữa cho tình mình lưu dấu mãi không phai, cho tình đời mãi mãi khúc hoan.